Vâng, em test thử bộ sản phẩm chỉ gồm một chiếc âm ly và một cặp loa bâu. Âm ly này là âm ly Sansui 607 lời cha, một dòng âm ly được em bán rất là nhiều. Và bộ sản phẩm này sẽ trả cho anh Chí ở Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam. Vâng, sáng nay bác đã banh cho em 10 triệu trước. Đó. Bác chưa cần biết là bao nhiêu nhưng bác đã banh đủ 10 triệu cho em trước. Đấy, sau thu tiền sau. Cảm ơn anh Chí và các bác. Và chiếc âm ly này là hàng tuyển chọn. Em gửi đúng con, em test thử đây. Và mã số của em đó là đây các bác nhé. Đây ạ. Đuôi là 286. Đấy, cực đẹp, cực kỳ là keng, spen. Rất là đẹp nha, đẹp xoay gương được. Với bộ sản phẩm này, đầu tiên thì bác định mua con âm ly nó rẻ tiền hơn. Nhưng em khuyên các bác cố lên. Thì bác lấy con âm ly này, sau các bác có thể dùng hai cặp loa bâu. Và đặc biệt là cái chất âm của nó sẽ hay, nó vượt trội so với những con tầm 5 triệu, 6 triệu đó nhá. Cố lên một chút thì các bác được sử dụng những con âm ly chất lượng như Sansui 607 lời cha này. Hoặc là hơn nữa thì các bác dùng những con đờ lông 940V. Bên em đang có 940V các bác nhá. Trước đây rất nhiều bác hỏi 940V nhưng bên em đang về được cũng khá nhiều 940V. Dòng này cũng rất là hay, nhưng chắc chắn là nó sẽ là cao tiền. Đấy, 940V và âm ly Sansui 607 lời cha bên em cung cấp cho các bác rất là đều đặn. Vâng, với cặp loa này là 6,7 triệu thôi, giá tại cửa hàng. Rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Cặp loa bâu 601C2. Vâng. Rất là đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp nhá, xuất sắc nhá. Em vẫn còn bụi bụi này, em chưa cả lau ấy các bác nhá. Còn đẹp long lanh luôn, cực kỳ là đẹp. Đấy, cái lưới này nó có bụi chút thì bạn thì các bác có thể vứt vào chậu nước giặt được bình thường. Đấy, riêng cái lưới của bâu này nó là nhựa, nó yên tâm. Chiến loài này cực kỳ mini nhá. Đấy, các bác cùng xem này. Đấy, ấn tượng không? Đời con dâu này. Đấy, đời các con dâu này rất là quý, hiếm nhá. Nó kiểu dạng như là monitor, kiểu như tép của thằng AV ấy. Đấy, nó hay có dâu kiểu này. Loa AV là mười mấy triệu đấy các bạn. Và chính là sử dụng cái tem này đấy. Đấy, rất là chất nha các bác nha. Em cảm ơn bác bác Chí ở trong Quảng Nam. Con âm ly rất là hay. Đây em xoay gương được các bác ạ. Các bác lên nhớ cái nút này này, để vặn sang nút này thì mới chỉnh được bát tép nhá. Đây nút này, để vặn sang bên này. Vặn ở đây không chỉnh được bát tép. Đấy. Riêng các bác sử dụng âm ly Nhật thì các bác hiểu được cái phần chức năng của nó. Hay là cái nút này này, cái nút này nhả ra là mất tép này, giảm tép này, tăng tép này, tăng bát này. Đây là low đớt nhá, đây là tăng tép này. Nút tôm này tăng tép nhá. Lưu ý con âm ly này các bác phải dùng điện 100 nhá, điện 100. Và bộ sản phẩm này của bác Chí muốn hát karaoke, bác mua thêm một con vang đặt đây nữa, mic nữa, các bác hát karaoke rất là tuyệt vời. Nghe hát karaoke trên bộ sản phẩm này. Vâng, em cảm ơn anh Chí ở Quảng Nam. Em xin tạm dừng video ở đây. Vâng, các bác thấy không, bên em lần nào em quay video cũng mất trật tự. Nói chung là lượng hàng và anh em đóng không có nào ngớt. 450C sẽ trả đơn các bác, phải nói gì nhiều, vô địch luôn. Mười mấy đôi chiều ngày hôm nay. Đấy, mười mấy đôi nhá. Sáng nay cũng một xe chở đi rồi. Thì buổi chiều ngày hôm nay lại tiếp tục nhá các bác. Đơn hàng thì phải nói là 4 giờ anh em đóng này thì chắc chắn là phải tối mới xong. Rất là nhiều các bạn. Và những anh em ở đằng sau kia thì là phải lo công tác vệ sinh, dọn hàng. Đấy, rất là nhiều, nghĩa là không kịp, quá tải các bạn. Bên em lúc này đang trong tình trạng quá tải vậy. Đấy, cảm ơn các bác nha.